Các em học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con ôn tập cuối học kỳ 1 môn ngữ văn 9. Kiến thức trọng tâm thứ nhất chúng ta cần lưu ý đó là phần tiếng Việt từ tuần 1 đến hết tuần 15. Nội dung trọng tâm gợi ý thứ nhất đó là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Chúng ta lưu ý về điểm giống nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, đó là đều là lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật. Nhưng khác nhau là cách dẫn trực tiếp là dẫn nguyên văn và được đặt trong dấu ngoặc kép. Còn lời nói hay ý nghĩ dẫn gián tiếp được thuật lại có điều chỉnh và không được đặt trong dấu ngoặc kép. Nội dung trọng tâm thứ hai đó là các phương châm hội thoại. Chúng ta chú ý phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm cách thức, phương châm quan hệ và phương châm lịch sự. Về phương châm về lượng là khi giao tiếp cần phải nói có nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. Còn phương châm về chất thì khi giao tiếp thì cần phải nói thông tin đúng, đó, chưa và có bằng chứng xác thực. Phương châm cách thức là khi giao tiếp cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ. Để đảm bảo phương châm quan hệ, khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Phương châm lịch sự thì chúng ta khi giao tiếp cần phải tế nhị và tôn trọng người khác. Một nội dung quan trọng của phần tiếng Việt đó là các biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ so sánh là phương thức diễn đạt khi đem sự vật này đối chiếu với sự vật khác, miễn là giữa các sự vật có một nét tương đồng nào đó, nhằm gợi ra hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mỹ trong nhận thức của người đọc, người nghe. Biện pháp nhân hóa được gọi hoặc là tả sự vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho sự vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người. Biện pháp ẩn dụ là cách gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên một sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Biện pháp hoán dụ cũng là cách gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác, nhưng mà khác với hoán dụ, khác với ẩn dụ thì hoán dụ cần có nét gần gũi nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Biện pháp đối lập là biện pháp sử dụng các từ ngữ biểu thị những khái niệm trái ngược nhau cùng xuất hiện trong cùng một ngữ cảnh nhằm làm rõ hơn đặc điểm của đối tượng được miêu tả, tạo ra giá trị nghệ thuật. Biện pháp điệp, từ hay ngữ là biện pháp tu từ dùng sự lặp lại của từ ngữ nhằm nhấn mạnh nội dung biểu đạt, gây ấn tượng, cảm xúc cho người đọc, người nghe. Tiếp theo đó là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, là biện pháp dùng từ ngữ chỉ giác quan này để mô tả về giác quan khác, có tác dụng biến yếu tố vô hình trở thành hữu hình. Biện pháp nói giảm nói tránh là biện pháp tu từ dùng cách biểu đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá buồn đau, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu văn hóa. Biện pháp nói quá hay còn gọi là cường điệu, thậm xưng, ngoa dụ là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. Các con phải lưu ý về sự phát triển của từ vựng. Có những cách phát triển từ vựng như là phát triển nghĩa của từ và phát triển số lượng từ ngữ. Về phát triển nghĩa thì có cách thêm nghĩa của từ hoặc là chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ hoặc ẩn dụ. Còn phát triển từ ngữ mới đó là chúng ta tạo ra những từ ngữ mới hoặc là vay mượn của ngôn ngữ nước ngoài. Về cấu tạo của từ thì có từ đơn và từ phức. Từ phức thì lại có từ ghép và từ lấy. Từ ghép có hai loại là từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.
Từ lái cũng có hai loại, đó là từ lái hoàn toàn và từ lái bộ phận. Từ lái bộ phận được chia ra là từ lái âm và từ lái vần. Về kiến thức đọc hiểu, cô gợi ý một số những câu hỏi đọc hiểu như sau. Các câu hỏi đọc hiểu sẽ theo một văn bản ngoài sách giáo khoa. Một số câu hỏi thường gặp về nội dung ý nghĩa của văn bản như là câu hỏi nêu nội dung của văn bản. Thì muốn trả lời được câu hỏi này, các em cần đọc kỹ văn bản, hiểu được nghĩa của từ ngữ, câu văn, đoạn văn, các luận điểm trong văn bản và cả tiêu đề của văn bản nếu có. Và chúng ta sẽ tự đặt ra câu hỏi, văn bản nói về điều gì, cụ thể như thế nào để có thể tìm nội dung của văn bản. Thứ hai, đó là câu hỏi nêu ra một ý và yêu cầu tìm từ ngữ thể hiện điều đó. Các con cần tìm ra những từ ngữ trong văn bản có ý nghĩa diễn đạt về ý đó. Câu hỏi, từ nội dung của văn bản hãy liên hệ tác phẩm đã học, thì chúng ta phải xem lại tất cả những tác phẩm đã học trong chương trình sách giáo khoa lớp 9 học kỳ 1. Nếu mà nội dung có liên quan đến văn bản của phần ngữ liệu đọc hiểu thì chúng ta cần liên hệ và nêu tên tác giả tác phẩm của tác phẩm đó. Tiếp theo, đó là các câu hỏi nêu ý nghĩa của văn bản. Thì chúng ta cần phải hiểu nội dung của văn bản trước, sau đó đặt những câu hỏi. Tác giả nói như vậy là có ý gì? Còn có ý gì nữa không? Để tìm hiểu ý nghĩa của văn bản. Câu hỏi phân tích hiệu quả biểu đạt của từ ngữ. Thì các em phải hiểu được nghĩa của từ ngữ và chỉ rõ ý nghĩa, tác dụng của từ ngữ đó trong việc diễn tả đối tượng. Và lưu ý cần kết hợp kiến thức về biện pháp tu từ. Câu hỏi về nhận biết một nội dung trong văn bản và câu hỏi tìm chủ đề của văn bản. Muốn tìm chủ đề của văn bản thì các bạn cần phải đọc toàn văn bản, viết ngắn gọn vấn đề chủ yếu được đặt ra trong văn bản. Một câu hỏi có thể viết thành một đoạn văn ngắn, đó là nêu ý kiến đồng tình hay phản đối về một vấn đề được đặt ra trong văn bản. Cần phải lý giải, cảm nhận về nội dung trong văn bản một cách phù hợp. Phần thứ ba là phần tập làm văn. Có những đề bài gợi ý sau đây. Đề 1, kể lại một câu chuyện vui hay buồn của em. Đề 2, tưởng tượng trong mơ em gặp một người mà em yêu quý. Đề 3, liên quan đến tác phẩm văn học, đó là nhập vai anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long để kể lại câu chuyện. Và đề thứ 4, nhập vai bé Thu trong câu chuyện Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng để kể lại câu chuyện. Có một số yêu cầu chung để có thể làm tốt những cái bài tập làm văn này thì các bạn cần kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận, có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, có trình tự kể hợp lý. Bài văn viết cần có cảm xúc, giàu hình ảnh, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết và không mắc lỗi chính tả từ ngữ, ngữ pháp. Thêm nữa, chúng ta cần đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự, đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài, còn một cách cân đối. Phần mở bài thì cần phải có dẫn dắt hợp lý để tạo cảm xúc, giới thiệu được nội dung sắp kể. Phần thân bài biết tổ chức thành các đoạn văn có liên kết chặt chẽ với nhau. Phần kết bài cần thể hiện được tình cảm, cảm xúc của người viết với nội dung chúng ta vừa kể ở thân bài. Một lưu ý nữa đó là các con cần phải xác định được ngôi kể và đối tượng kể trong những câu chuyện, những đề bài mà cô vừa mới đưa ra. Thì các con cần phải xác định ngôi kể là ngôi thứ nhất và đối tượng cần kể là một sự việc theo yêu cầu của đề bài. Đó là tất cả những kiến thức mà chúng ta cần phải lưu ý để có thể làm tốt bài thi học kỳ 1. Chúc các em học tập tốt và làm bài thi đạt kết quả cao. Thân ái chào các em.